Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em Thiện sẽ giới thiệu cho mọi người biết thêm về cái cột và những cái khuôn để đúc nhà thờ hoặc nhà cổ hoặc nhà đình chùa mọi người nhé. Đây là những chiếc cột mà là bằng sắt. Cột này thì gia công theo thiết kế và bản vẽ của khách yêu cầu. Chiếc cột này là đang có hai, ở đây hiện giờ đang có hai kích thước ở đây. Là một cột là đường kính 40. Hai cái này đường kính 40 này, còn hai cái này đường kính 28. Đó thì trong cái cột đấy thì khách hàng thường là hay đặt là cột búp măng, cột đồng đồng hoặc là cột thẳng. Thì cột tròn này thì cột búp măng chính là cột mà ở dưới đầu dưới thì to và nó nhỏ dần lên trên thì gọi là cột búp măng. Còn cột đồng đồng là đầu to, đầu trên thì to, ở đầu dưới thì nhỏ và giữa lại khình ra đó. Thế còn cột thẳng thì nó sẽ thẳng từ dưới lên trên luôn, tức là đầu to và đầu trên và đầu dưới là đều nhau đó. Thì thường là khách hàng hay gia công ba loại cột đó. Thế đây là một chiếc cột, những chiếc cột mà bằng sắt, gia công bằng sắt, và chúng ta sẽ đổ trực tiếp tại công trình. Khuôn này là thay cho cốt pha. Thế chúng ta đổ cái khuôn này là bên trong là nhẵn lì luôn rồi nha quý vị nhá. Bên trong là nhẵn luôn. Quý vị dỡ khuôn ra cái là không phải chát nữa. Đó, khuôn này là dỡ khuôn ra là quý vị không cần phải chát nữa nhá. Đó, chúng ta sử dụng được luôn. Đó. Thực ra thì gia công cái khuôn cột đầu to đầu bé này là nó cực kỳ là phức tạp và khó làm hơn cái khuôn mà bằng đầu bằng đuôi. Đó, quý vị có thể xem nhá. Đây là hai chiếc cột này là làm cho khách đặt theo bản vẽ và thiết kế. Cái khuôn này thì dài là 5m, còn bình thường thì khách hàng có thể đặt từ 3m2 cho đến 3m5, 3m8. Nhưng mà khách hàng này đang đặt cái khuôn này là dài 5m quý vị ạ. Đó. Khuôn cột này thì thường là hay làm cho nhà thờ, nhà cổ. Khuôn này thì chúng ta sản xuất ra xong rồi ta sơn giả gỗ. Đó. Khuôn để sản xuất nhà giả gỗ đây quý vị nhé. Đó, thế đây là những chiếc khuôn, quý vị có thể xem qua về cái khuôn để làm phần trên của nhà thờ, nhà giả gỗ đây. Đó, thì trong đó có dui, mẻ, kẽ, bẫy, hoành, xả. Đó, thì hôm nay thì em Thiện sẽ cho mọi người xem thêm về cái khuôn kệ bẫy nhá. Khuôn này thì chúng ta có thể đổ bên ngoài, đổ cái cốt bên ngoài đi. Thì khi chúng ta đổ cái cốt bên ngoài xong thì chúng ta đổ cái phào chỉ này. Đây ạ, đây là khuôn kệ này là đổ phào chỉ thì hai mảnh ốp vào nhau nhá. Đây là chỉ là phào thôi. Thì chúng ta đổ cái phào này chúng ta ốp vào nhau để lấy cái chỉ. Chúng ta lấy cái chỉ, chúng ta không phải chát phào chỉ nữa. Đó, đây là hai chiếc khuôn kệ bẫy để ốp vào nhau cho nó thành một bộ đây. Đó. Khuôn này thì phụ thuộc theo kích thước của khách hàng yêu cầu. Kích thước thì bình thường là có thể từ 18 rộng 18cm cho đến 28cm hoặc là 30cm. Còn chiều dài thì bên em sản xuất là 2m rưỡi. Dài là 2m rưỡi, chúng ta có thể cắt ra hoặc là thu nhỏ lại, thì chúng ta có thể tự cắt cái phào này ra chúng ta gắn vào. Đó, thế còn đây là lá xà. Lá xà này. Cột lá xà này có xà ngang, xà dọc. Chúng ta cũng đều đổ một cái cốt xà sẵn đi. Chúng ta đều đổ một cái cốt xà sẵn. Xong sau đó là chúng ta đổ cái phào chỉ này, chúng ta ốp vào hai bên lá xà. Đó, thì sẽ có được một cái sản phẩm là phào chỉ chúng ta không phải chát nữa. Đây là dui mẹ. Dui mẹ này thì chúng ta đổ trực tiếp luôn. Cái này là không phải ốp nữa. Đó. Dui mẹ này thì thường ở bên em hay làm là rộng là 12. Rộng 12 và dài 1m7. Đó. Hoặc là 2m rưỡi, chúng ta có thể tùy theo kích thước chúng ta đặt. Nhưng mà kích thước phổ thông này là dài 1m7 gì nhá. Khuôn này chúng ta có thể dài đến ta tương đối là được. Cái má xà này thế, xà ngang xà dọc cũng vậy, tùy theo kích thước quý vị ạ. Đó, kích thước thì có thể từ 18cm cho đến 28cm, 30cm. Đó là chiều rộng của cái má xà này. Đó.
quý vị có thể xem qua nhé. Đó, hoành xà kế bấy thì là cơ bản là đủ. Thế còn những cái hoa văn mà để gắn vào hoa văn con trồng với lại những đại khái là những phù điêu để chúng ta gắn vào cái hoành xà này ấy, thì bên em lại gia công một cái khuôn khác. Thì quý vị có thể quay lại YouTube của Minh Thiên nhé để xem lại những cái khuôn mà em Thiện đã quay video và giới thiệu cho quý khách hàng xem rồi. Thì hàng có thể quay lại những cái hoa văn đó. Thế còn nếu mà đổ cái khuôn này ấy, cái khuôn này nhá, thì quý vị có thể làm cả một cái cốt đây ạ. Ví dụ như cái má xà này chúng ta đổ cả một cái xà hộp mà chúng ta không ốp thảo chỉ vào ấy thì cũng được, nhưng mà thế là nó cực kỳ là nặng luôn. Thế đây là chúng ta chỉ có làm nguyên cái thảo chỉ ra đây nhá, cái má xà này làm nguyên thảo chỉ đấy quý vị ạ. Thế còn nếu mà chúng ta đổ cả một cái xà này mà chúng ta không cần phải gắn thảo chỉ nữa thì cũng được, nhưng mà nó cực kỳ là nặng mà quá trình vận chuyển thì có thể nó sẽ bị sứt mất những cái phào này. Đấy, chúng ta mà khuôn đấy đắt tiền hơn những cái khuôn phào chỉ này. Đây chỉ là cái phào chỉ để chúng ta gắn vào cái cốt bê tông chúng ta đổ thôi. Nhưng mà cái dùi mè thì chúng ta đổ trực tiếp luôn. Đó. Hãy kết nối đến Minh Thiên nhé để em Thiện sẽ giới thiệu và hướng dẫn chi tiết thêm. Và quý vị hãy bấm đăng ký để hôm sau em Thiện sẽ đến trực tiếp công trình mà đã đổ ra rồi mà làm trực tiếp rồi để cho quý vị xem kỹ hơn và rõ hơn, chi tiết hơn về khuôn đúc nhà cổ bằng xi măng giả gỗ vị nhé. Em Thiện có thể xin phép được tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp tới.